Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong suốt cái quãng thời gian đầu năm mới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đang tiếp cận rất nhiều các thông tin. Đa số là các anh trai hoặc là các chú rất lớn tuổi về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Nhưng hôm nay một cái câu chuyện là phải nói vô cùng đặc biệt. Hôm nay thì một cô và cùng với một em gái về đây đăng tin để tìm chồng. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin chào cô. Dạ cô có thể cô giới thiệu cô tên gì cô? Tôi tên đề thầy Tỳ Lạc. Rẹt à? Là tê rẹt. Dạ thầy người Khmer. Cô là họ cô là họ của Khmer hả? Họ người Khmer. Cô hiện nay đang sinh sống ở đâu? Sinh sống ở... Cô ở tỉnh nào? Tỉnh Long An anh. Long An hả? Ồ. Tỉnh Long An, Đức Hòa Đông. Đức Hòa, Long An, Đức Hòa Đông, Long An hả? Sống một, ấp 4, xã Đức Hòa Đông, tỉnh Long An. Rồi hôm nay cô đi cùng với đệ, về ai đây? Về với đứa con, con tí. Con gái cô hả? Con gái. Hai mẹ con hả? Có hai mẹ con. Dạ. Hôm nay cô về đây nhờ anh em mình chứng minh dương tìm ai vậy? Tìm chồng. Chồng cô họ tên đầy đủ là gì? Trần Thời, mà không nhớ năm sinh không? Trần Thời, dạ. Không nhớ năm sinh. 1967. À, sinh năm 67 hả? Dạ. Thế còn cô sinh năm mấy? 1963. Cô lớn hơn? Lớn hơn mấy tuổi? Ồ, tính số thì chú lớn hơn cô. Mà tính tuổi thì cô lớn hơn chú. Cô chú được mấy người con rồi? Ba người con. Ba đứa con mà còn hai. Sao lại ba lại còn hai? Nó mất đứa. Mất trai gái. Trai. Bây giờ còn hai bé, bé này là gái, còn ở nhà là trai còn gái. Đứa gái, đứa này gái lớn, đứa kia gái nhỏ. Nhỏ. Rồi, cô cho con biết này, chú sao bỏ nhà đi? Ổng lên đây, rước ổng lên đây ở với tôi đó là hơn một năm. Cơm nước thì tôi đi làm vậy, tôi nấu đầy đủ cho để cho ổng ăn. Cà phê, cà pháo mua để trong nhà sẵn thì vậy đó. Chừng nào ổng thèm thì ổng pha uống ơn. Tôi đi làm chắc này gì á, tôi chắc chưa gì á, tôi mua nước đá gì, mua phê gì để sẵn về để cho ổng pha ổng uống. Ổng cũng mận này mận kia vậy, ổng mới từng đi bỏ nhà đó. Tại sao chiều đó ổng ra quán trước cho ổng ba trước nhà đó chơi chơi sao đó mượn thấy xe đạp ông anh trước nhà đó nói, anh ơi cho em mượn xe đạp chút đó, em đi kia chút em đem gì kia trả về luôn đi luôn. Ồ, vậy là đi bằng xe đạp? Đi bằng xe đạp mặc tin trắng. Mặc tin trắng mặc xe đạp mặc tin sao chú mượn, sao chú mượn xe Honda mà mượn xe đạp? Ổng bệnh đó, ổng bệnh đó, cái bụng ổng bự chảng à chú... bây giờ ổng đen ổng ưu ghi lắm. Chứ không phải nhưng trắng như hình gì đâu. Con nhìn này không nhầm là mắt chú không có bình thường mà cô? Không, này ba cái này chụp hình còn trẻ, hồi còn trẻ mà ổng nuôi mắt bên ấy bên phải đó. À bên phải là hư đúng không? Dạ. Còn có một bên trái. Đặc điểm nhận dạng giờ cái tấm hình này có giống ngày xưa không cô? Giống ngày xưa. Cái căn cước giấy căn cước hồi xưa đó. Đây là giấy căn cước hả? Ừ. Ồ. Cái giống mình ngày xưa đó. Dạ. Vậy là hiện nay là chú đi bao nhiêu ngày rồi cô? Đi chiều thứ bảy ngay ngày lịch đó ngày tây đó là 24 tây chiều 24 tây đó 24 tây ừ. Tháng mấy cô? Tháng 2 là mới đây hả? Mới đây. Cô có biết lý do tại sao mà chú buồn hay chú có chuyện gì chú bỏ nhà đi không? Ông mất trí nhớ. Trí nhớ ổng được tốt bây giờ ổng biết đi vậy rồi ổng không biết đường về. Ổng biết đường về nhà mà ổng biết đường về quê luôn á. Không biết đường về quê luôn. Ừ. Thế sao mình không kiểm soát mà để cho chú đi như vậy? Tôi bắt đi bán. Cô bán gì đấy? Tôi bé rau chạy bán rau rừng á. Rau rừng hả? Ừ. Cô bán được nhiều rau không? Ngại vậy được 100 mấy 200 à. Ồ, rau rừng là rau gì vậy cô? Đọt chạy, đọt chạy tao quay lên phim vậy đó. Còn không biết rau đó ăn được không? Ngon được, không? Ngon. Rau đây người ta ăn bằng cái món gì cô? Lẩu 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 gì đó. Ồ, lẩu cá hay lẩu tôm? Lẩu cá tôm gì được hết. Ăn được hết hả? Ừ. Ồ. Lẩu hổ lẩu mèo ăn được không? Được. Ăn được không? Được. Được. Cô đã ăn thử chưa? Không, không biết ăn. Ôi trời, mình không biết ăn được bán ai mua? Thấy người ta ăn á, ta ăn người ta đó ăn ngon. Thế sao mình kiểm soát được là cái rau này ăn được hay không ăn được? Bán được, bán 4 năm rồi. Nhưng mà không may mình không biết rau này là rau gì mình bán là người ta ăn người ta ngủ luôn sao? Ta biết á, ta biết ăn á. Ồ, vậy là tại cô. Tại giờ ở Long An ta bán rau đó. Nhưng mà cô không dám ăn luôn à? Ăn, lâu lâu ăn lận. Lâu lâu mới ăn thử à? Ừ, mình ăn hoài nó ngán. Mình có nhặt được rau gì lạ mới không? Cũng có một lúc mua rau chợ bán thêm chanh gừng không ý thì... con đang nói là hôm nào mà có rau là nó mọc mà là nó lạ khác rau bình thường không rau mới không khác rau đó là rau đó à khu vực đó nó mọc là dục mọc có cây của đó cô nhổ đâu vô đó được. Cô nhổ đâu mà có vậy cái đó lặt đọt á
Ngày bán được nhiều không cô? Trăm mấy, 200. 200 ngàn? Ừ. Ngon vậy. Có chỗ nào nhặt đấy con nhặt đi 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 hái rồi con đi bán luôn. Khi gần không đi đi. Được không? Ôi giời, vậy là ngon đấy. Vậy là cô làm nghề chính là đi nhặt cho bán hàng. Cho già rồi. Cô 35 tuổi rồi. Ôi tuổi này chưa già đâu cô. Mướn người ta đâu có mướn công bằng công ty con gì nữa chú. Mình đi dọn nhà cho người ta được mà. Bởi bệnh tim vậy biết chết bữa nào nữa. Ôi giời ơi, vậy hả? Đâu có sức lực biết nào đâu. Cô ở Long An là có nhà không? Ở nhà trọ, không trọ. Vậy là hiện nay là 4 thành viên ở trọ. Không, ở hai vợ chồng ơi, chồng đi bỏ rồi. Còn bé này ta ở riêng. À hai vợ chồng bỏ rồi. Ừ, chồng ông đi rồi đó, ông chỉ nhớ ông đi rồi. Cô có hy vọng là hôm nay về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được chồng cô. Hy vọng mới đến đó, không hy vọng mới đến đâu. Ồ, hy vọng mới đến ha. Cô đi bằng đây về đây bằng phương tiện gì? Đi xe máy bé nó chở. À xe máy con gái chở hả? Ừ. Cô đi có mệt không? Mệt á, ngồi xe mệt chết rồi, nhức lưng chứ. Mệt nhưng mình cố gắng ha. Chứ bằng sao vợ chồng đi bắt rồi, khóc tới sưng mắt rồi. Cô mấy này cô có khóc không? Khóc á. Giờ con chưa thấy cô khóc. Khóc gì lại đây rồi sao lại nói chuyện được, nói chuyện gì. À khóc được. Không nói chuyện được. Ừ. Cô vẫn tỉnh táo đúng không? Ừ, tỉnh táo mới nói chuyện được. Yeah. Mấy anh em ta thấy ta biết mình lại tìm chồng. Yeah. Cái người dân tộc Phú Thành biết nói chuyện tiếng Việt đó. Vậy hả? Ừ. Cô hãy nói chuyện chồng ơi, về với em đi, đừng bỏ em. Cô nói đi. Chồng ơi, về với em với con đi. Giờ em với con lên tìm anh đó. Ba tí à? Ba tí về đi, thấy có em đăng này lên anh về đi. Con nó buồn dữ lắm. Bây giờ Út lôi dưới quê nó cũng khóc á, nó sưng mắt hết trơn rồi. Mấy ngày em kiếm anh mấy ngày mấy đêm rồi đó. Cha chị ở đâu em đi ở đó đó. Bộ anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Anh ở đâu á, anh ở đâu mà anh không nhớ đường đi á. Anh em nào người ta kiếm anh tìm anh thấy đó, dẫn anh về đi. Anh đừng có ở lại anh bệnh đó, anh ở nằm bờ nằm bụi đó. Đi về em đem vô và thương em khám bệnh cho anh, mua thuốc mua gì cho anh uống. Có giờ anh sưng vậy sao anh đi vậy? Mỗi ngày anh ở nhà anh đâu có nhìn đói gì đâu. Có phê thì chưa em mua gì, em đi mần, em đi bẻ rau gì em mua về cho anh uống rồi. Cơm em 5 giờ em lên nấu chín hết rồi. Em đi làm, anh đâu có đói ngày nào đâu. Dắt chưa dắt này vậy á, thì anh đi anh ngủ anh coi phim rồi. Anh đói thì anh lên anh bới cơm ăn, đâu có thiếu cái gì, trái cây trong nhà đầy. Tại sao anh đi anh cho em hay. Bây giờ anh nhớ nhà, anh muốn đi trà con đứa nào đó, anh nói đi. Ừ, má thí à. Bây giờ tôi muốn về quê đó, bà đưa tôi về đi. Bà tôi muốn anh đi muốn đi đâu á thì anh nói đi. Rồi em đưa đi chứ em đâu phải cấm anh mà không cho anh đi đâu. Bây giờ anh đi về em khổ, con khổ không đi kiếm mấy ngày trời rồi. Em bệnh tim anh biết mà. Rồi anh ở nhà hai ngày đó, em đâu có ăn cơm ăn nước gì đâu. Giờ em lại tới đây kiếm anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải này á. Em gắng lại đó, muốn xỉu rồi đó, muốn xỉu theo đường rồi đó. Mà em gắng cố gắng lại kiếm tìm anh đó. Anh không được thấy giờ anh em thấy trong mấy em quay lên này á, anh dùng mà giờ nghe lời người ta kêu anh về đi hả anh. Ba Thí ơi, anh về đi, anh về ở với anh muốn ở chơi này, anh ở dưới quê thì mình và chồng mình về quê ở. Cho anh đừng có đi lang thang vậy, em khổ lắm, con nó khổ lắm. Lôi nó mới sanh á. Bây giờ nó nghe anh đi vậy, bây giờ nó chúng nó đen giò, đen mặt, đen tay hết trơn rồi. Nó đòi lên tìm anh á, em mới cho lên. Con nó mới được tháng mấy, biết được 2 tháng chưa, nó bây giờ nó chúng nó khóc, nó nghe anh ấy nó anh đi lạc đó. Anh gắng cố gắng anh nhớ lại đi, anh không về Long An thì về Trà Vinh cho cứu. Cái giò anh sưng dữ lắm rồi, anh đi hoài, anh về đi. Về quê cũng được mà anh về Long An cũng được. Em anh vô trị bệnh đi bệnh viện, chở anh đi bệnh viện trị bệnh. Rồi muốn ở cho anh này ở, muốn về quê về. Giờ chồng về, cùng về, cùng về. Cho anh đi vậy hồi hôm qua đó, mưa lớn vậy không biết anh ngủ sao, anh ở sao á.
Hôm qua mưa lớn hơn gì đó em đi kiếm anh ướt hết trơn luôn á. Em cho số điện thoại cho hình anh mấy anh xe gặp đó, nặng cho anh ta chia sẻ, nặng cho gặp anh ta chở anh về Đức Hòa Đông. Đi đó đâu em cho số điện thoại đó, em cho hình đó, ảnh ta chụp lấy hình của anh đó, nặng thấy anh đó, chở anh về. Em nhớ anh lắm, tội nghiệp lắm, bây giờ xưng bụp vậy đi vô nghiệp sim vậy đó. Rồi anh con nó bệnh ở nhà dưới quê kìa, rồi anh đi vậy nữa. Anh nói anh mượn xe đạp đó anh chúc mỗi ngày, mỗi lần anh đâu có đi bỏ nhà, anh đi vòng vòng đó anh vô nhà rồi. Bữa nay á, tại sao anh đi dữ vậy? Anh đi cho em đi tìm anh khắp nơi, em đi nó ngã bệnh luôn rồi. Anh biết không, em đi tìm anh theo đường lộ, hai đứa, hai người con, hai người bé Thí á, đi tới nó ba chung lương á, không gặp em bây giờ đây em chịu giữa đường, anh đâu có biết đâu. Vừa về nhà em đi kiếm Đức Hòa Hạ, Đức U Minh Thượng gì á, cái gì á, xã gì xã U Minh Thượng, đi hai ba xã em đi kiếm anh á, đi mấy đường hẻm em kiếm hết trơn à. Hồ cá hồ bơi ở đâu em đi kiếm hết trơn luôn á, đâu có chừa chỗ nào hết trơn á. Cô sợ nhất điều gì hiện nay? Tôi sợ ông bệnh bệnh đó, bụng ông bự chảng đó, rồi ông lên máu nữa tôi sợ ông. Chú bị làm sao mà bụng bự? Ông bệnh á, hồi ông ở quê á, năm mấy năm trước ông uống rượu dữ lắm. Hồi tôi chở lên đó là ông đi ở ngoài đường vô phòng trọ đó, có 3-4 tầm đất à. Mà ông lội vốn muốn tới phòng á, đi ông nổi á. Cái đi đó cái tiệm mua thuốc này thuốc kia ông uống, mấy cái phùng phùng ông xẹp đỡ. Cái ông đi mạnh á, bây giờ ông đi luôn. Uống thuốc mạnh quá giống đi luôn. Mà cái giỏ ông còn sưng. Chân vẫn sưng ha. Còn chân sưng. Có tiền sử bệnh gan á. Rồi em cảm ơn cô nhé. Rồi chào em gái. Em cho anh biết em tên gì? Dạ em tên Trần Thị Thanh Thúy. Trần Thị Thanh Thúy hả? Em hiện nay là đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang sống và làm việc tại khu Mỹ Chỉnh Lộc, Bình Tân. Thành phố Hồ Chí Minh hả? Em biết được cái thông tin ba mình bỏ đi mất tích bao giờ? Dạ em biết từ lúc mà tối thứ bảy. Ai báo tin cho em? Lượt. Dạ mẹ em cho em hay tầm khoảng gần 9 giờ, 8 mấy 9 giờ nè. Đến giờ phút này em và mẹ và gia đình đã đi kiếm bà ở những đâu rồi? Dạ đi hết các tỉnh Long An, giống như là nhất mấy cái vùng lân cận, cái chỗ mà mẹ em đang ở, cha em đang ở. Rồi đi dài dài theo hướng về miền Tây nữa. Em có hay về quê không? Dạ cũng thỉnh thoảng đó. Mỗi lần về em thấy ba em có khỏe không, tốt không? Dạ thì ba em thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra thì ốm đau bệnh tật cứ vậy hoài. Em đang suy nghĩ là ba hiện nay đang đi về hướng nào, phương nào, hướng nào? Em nghĩ thì cha là giống như cha lớn tuổi rồi, tọt ma cha không được minh mẫn nữa. Em nghĩ giống còn đồng đồng Long An chứ cha không có đi xa được đâu. Cha yếu rồi, cha đi không có được xa đâu. Em nghĩ là đang Long An đúng không? Dạ, em nghĩ là cũng vòng vòng quẩn quẩn đó thôi chứ cha không có đi xa được. Thúy nhiêu tuổi rồi em? Dạ năm nay em 35 rồi. Mình có chồng chưa? Lâu lâu em mới về thăm quê một lần đúng không? Dạ đúng rồi. Lâu lâu vậy. Vậy là em với mẹ là mấy ngày nay đi tìm ba suốt hả? Dạ. Ba em trước khi đi là mặc đồ gì em có biết không? Dạ cha em đi thì cha mặc cái áo thun tay ngắn màu xanh, với lại cái quần sọt ngang gối màu xám. Em thấy trời nắng như thế này mấy ngày nay nếu mà không ba em mà không đến nhà ai đó mà ba em cứ lang thang ngoài đường em thấy có tội không? Thời tiết khắc nghiệt này sợ mấy ngày nay rất nắng, mà thời tiết rất nắng to, rất gay gắt ở ngoài đường lộ, bây giờ hiện nay nhiệt độ tăng rất cao, em thấy như vậy thương không? Mà trước đây à, em có căn dặn ba là đừng có ra đường không? Dạ có, em lúc nào lại thăm cha em cũng được nói là cha đừng đi ra đường này kia đó, vì cha không có rành đường á, sợ mất công cha đi ra rồi cái gặp chuyện này chuyện kia con cũng không yên tâm được. Cứ dặn cha vậy cha cũng từ à vậy thôi. Thất tội. Bây giờ em hãy lên tiếng, em đã nói chuyện làm sao đó để cho ba em xem được, hoặc các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xa xem được, đặc biệt là những tỉnh lân cận như khu vực Long An. Dạ. Nếu mọi người biết thông tin thì sẽ báo gia đình hoặc báo cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Rồi mời em lên tiếng đi. Dạ. Em em hy vọng tất cả mọi người trên cộng đồng mạng xã hội giống như cũng như là những anh chị em
chia sẻ dùm em một cái like chia sẻ để mà tìm giúp cha em về. Cha em ở Long An, rất lạc ở Long An á. Em cũng có chia sẻ cộng đồng mạng trên tất cả các trang mạng trên Long An rồi, mà anh chị em nào mà ấy biết được thấy cha em á thì gửi về địa chỉ, gọi về số điện thoại cho em là 0904 998013, em tên Thúy, em tới đó rồi để đón cha em về. Nói chung hôm nay gia đình mình rất hy vọng là về đây đăng thông tin của đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương sẽ sớm biết thông tin chính thức ba em đang ở đâu. Đặc biệt là ba em hiện nay lớn tuổi là một phần, nhưng phần quan trọng nhất là ba em không được minh mẫn, mà hiện nay trong người rất nhiều căn bệnh. Em lo lắng nhất điều đó, đúng không? Còn nếu hiện nay ba em đang ở đâu đó mà đang cư ngụ ở tại đâu mà ví dụ như người thân thì nó là chuyện khó tốt. Mà không may ba em mà hiện nay đang lang thang ngoài đường, mà đôi khi này có thể là đi vượt qua tỉnh Long An, thì thực sự là cái cuộc tìm kiếm này rất khó khăn, không có đơn giản thì em nghĩ như vậy. Bởi vì đôi khi là các gầm cầu, ba em đi mệt quá là ngồi rất gầm cầu, gầm cống chẳng hạn, đúng không? Thì nhiều khi mình đi mình tìm cũng không được, không được. Nhưng mà các anh em này luôn hy vọng là gia đình mình ấy, đăng tải video này thì sẽ sớm biết thông tin chính thức ba em đang ở đâu nhé. Đầu hôm nay cô cùng với em gái về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng cũng như là mẹ em gái tìm cha không? Dạ em đồng ý ạ. Đồng ý nha. Dạ em rất mong là đội anh Nguyễn Thanh Hải tìm cha giúp em. Rồi con mời cô còn điều gì muốn chia sẻ tâm tư nguyện vọng của cô trên video này, hy vọng là cô hãy nói hết video này, mời cô lên tiếng. Tôi hy vọng rồi nó mẹ nói không cảnh. Tôi hy vọng nói không được, không dành tiếng Việt đó. Cô không dành tiếng Việt ha? Cô nói tiếng Khmer thế nào? Ở trước Khmer ta không biết đâu, đây chân tiếng Việt Khmer không biết. Đây chân Việt không? Công đại nói tiếng Việt không? Tôi hy vọng là anh em kiếm ổng gặp lại dùm liên lạc số điện thoại của tôi đó, có để có ghi đó, rồi cho liên lạc số điện thoại tôi biết, rồi tôi đi rước ổng về, đặng tôi đem đi ổng vô bệnh viện trị bệnh cho ổng, tại vì ổng đau quá trời, ổng bệnh quá trời rồi, ổng đi mua hết nổi, ổng đi du lịch thêm vậy đó. Con thấy cô rất thương chú ha. Chứ ở nhà không nhịn đói gì đâu. Đồ ăn đầy đủ, hai ba thứ muốn ăn cái gì ăn. Mà đến giờ phút này khả năng chú nhìn đói mấy ngày rồi đó. Nhìn đói mấy ngày rồi, ông nằm bệnh, ông biết nằm ở đâu á. Sợ nhất điều đó hả? Rồi ông ngủ, ổng mất chất ngủ thì ổng nhức đầu à. Ông tăng huyết áp đó, rồi mấy đêm hôm qua mưa, hôm tôi không ngủ nhắm mắt nào. Rồi con cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô. Con chúc cô cùng với em gái toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng là những ngày tiếp theo chuẩn bị tới đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm thông tin chính thức chồng cô đang ở đâu cô nhé. Dạ. Em chân thành cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện hiện nay một cô cùng với một em gái về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm chồng cũng như em gái tìm cha. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện thông tin chính thức chú đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, anh em sẽ tìm cách giúp đưa chú quay trở về cùng gia đình. Đụng chó xong vẫn đi luôn mà không liên lạc, nó không đụng con chó đi luôn hả? Đụng con chó to không? Biết niên á, biết đâu rồi con chó nó có chết đâu, đem về chị á, đem về ăn. Chó to không? Rồi biết chó chỗ nào cũng không biết đâu. Chó này chắc chó con rồi, chắc chó con rồi. Chó ngồi có xe banh luôn mà xe hư nó cong chẳng bao luôn mà. Cong chẳng ba? Ôi vậy là chó bự rồi. Cong chẳng bao luôn mất cài, vậy... nó mòn khuyết cái tay cầm gãy cái. Vậy là một con hay hai con, tông vào một con hay hai con? Không biết nữa. Nhưng mà ai biết ai sao em bảo à sao em biết thì nó nói người ta nói lại thôi, người ta đâu rồi, người ta là ai? Em nó em vợ luôn, em trai em gái. Em xe về chạy không được, nếu mà chạy được là em cũng nghi lắm, mà trong cái tháng em nghi cái gì, em nghi cái gì nào, thế nào nó nhậm cái đầu này coi không được rồi. Nhậm tóc hả? Tức tay lại nhậm cái đầu này coi không được rồi, tại anh đi làm khác ca nó nữa mà sao mà canh được. Ở không mà gánh mà canh mà bắt cặp anh tại chỗ tới nơi tới chỗ, đúng rồi, mà anh đi làm nữa mà sao mà giữ nó được. Nói em đi làm công việc gì? Công ty công nhân luôn. Cái còn vợ em? Vợ cũng làm công ty mà khác cái công ty. Ủa sao không làm chung? Không chung được, nó cắt khâu gì gì. Mình xin chung đi. Muốn đâu làm chung đâu có được đâu, công ty gì mình chịu. Công ty đó có nhiều khu nghiệp lớn mà đông á, hàng lộ 19 á. Lớn lắm. Em quê gốc ở đâu? Gốc ở thành phố Hồ Chí Minh.
vợ ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều, là vợ ở Tây Ninh, giàu để lên sinh sống. Vợ thì quê đâu? Quê Tây Ninh. Vợ quê Tây Ninh. Thế sau này về nhập hộ khẩu gì? Nhưng mà mình gặp nhau trước, gặp nhau ở đâu? Gặp quận 12. Ồ, gặp nhau quận 12. Làm á, gia đình lên làm 20 năm rồi. Ồ. Đó. Rồi em cho anh hỏi tiếp cái câu chuyện này. Vợ em ấy là trước đây bỏ nhà đi bao giờ chưa? Một năm đi có 3 lần có. Ôi trời, cha mẹ một năm đi 3 lần. Khi mà đi là đổ nợ thôi, là đi đời thôi. Vậy là 4 tháng đi một lần. Hai đứa này dắt đi gần 2-3 ngày, còn điện thoại còn mở máy lên Zalo chẳng hạn, còn mở máy còn thấy còn biết ở nơi đó còn này về điện á, chỉ là không dám bắt máy. Cái gì vậy? Bắt máy nghe sao? Ờ. Hay là Zalo nó không dám điện, điện Zalo lên là tắt liền à. Sao kỳ vậy? Em để từ chối luôn à, điện giết nó nóng cái để từ chối luôn, hay là máy bận rồi chứ. Điện thoại vậy thôi. Cài đặt thôi, cài đặt thôi. Vợ em xài điện thoại công nghệ rành rọt không? Giỏi không? Giỏi. Vợ giỏi hả? Thế em xài điện thoại này tốt không? Không, giờ cũng đưa không có gành máy, không xài. Vợ dành nhiều hơn đúng không? Tuổi là khi nó cắn gớt bể mà người thích một cái rồi đúng không? Vợ tuổi trò trẻ nhưng mà tài cao. Ồ. Thế vợ em bỏ đi là cứ đều đều cứ 1 năm 3 lần như vậy. Vậy nó nợ cái đi cái đợt này. Nhưng mà trước nợ cái gì? Vợ em thiếu nợ cái gì? Thì ba cái đề mượn này. Vợ chơi đề hả? Chơi nhiều không? Nhiều ít thì cũng ít. Em có thấy không? Chứ làm lương cơ bản của nó chẳng hạn 8 triệu, 9 triệu để chơi mười mấy, một tháng chơi một tháng nữa mà một năm làm 3 cái công ty như vậy. Ôi trời ơi. 500 ngàn. Nghĩ sao? Một năm gì? Chỗ này có tháng thứ hai cái hợp đồng xong có lỗ 20 triệu. Ờ. Đi mượn ra thôi, cái gì em bây giờ em cầm xe mà tên xe em đứng tên, đâu có dám vào cho đứng tên đâu em biết. Từ hồi nào tới giờ đẻ một đứa rồi. Nó có cái máu rồi mà ba mẹ cũng vậy, ông ngoại cũng vậy, ông còn miếng đất mà trời chiên ba mẹ nó khổ lắm. Trời. Bán từ cái bánh tét mà lời gì cái lời có ngàn bạc, bán ngày sáng gắn. Nhưng mà vợ em làm công ty tháng mấy triệu? 8-9 triệu công nhân mà 8 tiếng là bao nhiêu. Nhưng mà vợ em có đánh đề được có tiền đem biết. Cho biết còn nào giờ biết đánh đề. Nhưng mà được tiền đem cho em không? Em có lấy không? Không thấy mà thấy nợ à. Ôi giời ơi. Điện thoại rồi tới. Đánh là nhưng chắc chắn là vợ em cũng được ăn nhiều đấy. Không biết. Vợ đến giờ vợ thú này không, thua nhiều không? Tết này là nghi lắm rồi, cũng nhận cái đầu này khó coi, màu xanh lẻ. Nhưng mà ai kêu vợ em đi nhuộm tóc kỳ vậy? Ai biết tự nó cái tay á, nghi ngờ lắm tại vì em nghi ngờ là nghi được. Em nghi ngờ là thế nào cũng có người tình nhân thôi. Ôi giời ơi. Nếu mà giờ thường là đi nhậm màu vàng hay tết ở dặm lại màu vàng người ta dầm họ cũng dễ coi. Này chơi nguyên cái đầu màu xanh thấy gì coi giống ối này. Ôi giời ơi, cha mẹ ơi. Nóng nước sôi vậy đó. Sao em về em bắt đi nhuộm lại đi, em gọi đen luôn. Rồi nhậm cái đầu 700-800 ngàn chứ đâu phải ít đâu. Về mình mua chai thuốc nhuộm về nhuộm đen luôn. Nhuộm chó đen luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Nhưng mà anh thấy là em có thể là rất nóng tính mà thẳng tính. Đúng không? Em nóng tính đúng không? Nóng tính. Thấy vậy nóng chứ, nó thường ảnh đi là chắc hai đứa này đi không. Ừ. Không sợ gì sợ. Đó, em này. Mà hôm nay có dắt con đi không? Có, trước là có dắt đi. Mà nhớ tháng nào mà không nhớ thì có. Nhưng mà cái hôm nhuộm tóc ấy. Nhuộm tóc là đi một mình. Là cũng gai gai vô luôn mà thôi. Chứ ông chờ nó khiến sao quá. Nó đi dạy tất niên đi. Hay sinh nhật vẫn không biết. Đụng có cái xe mà cái xe nếu mà đụng hai người đi cái xe mà công chắn banh rất là nặng đẩy không được luôn mà. Là cái điện chồng em nó còn em đang đi làm đi nó đâu có điện. Nhưng mà đụng chó ở đâu, đụng chó ở đâu không biết, ở đâu không biết mà cái thằng em nó cũng ngáo nữa, ngáo đá nữa. Ôi trời. Chơi đá mà ngáo à, em đi tù rồi, đi cai nghiện rồi. Thằng em nhiêu tuổi rồi? Thằng em nhiêu tuổi rồi? Cỡ chừng 28 tuổi à. 28 là già đâu rồi mà. Có vợ chưa? Chưa. Ê, khổ. Vậy là một năm này từ trước là vợ em cứ quy luật là đều đi. Cứ đi cái nỗi nợ cái đi à, cái vậy thôi, cái nợ của cậu người này hết tình. Tài chứng minh em giữ để em biết, nó cầm chứng minh công ty nó làm nó cầm chứng minh luôn mà. Cầm cả chứng minh. Cầm chứng minh luôn, chứng minh mình còn cầm được mà. Ôi chứng minh đây. Trước tay là anh đưa thế nào cũng đi. Đúng không? Cầm giữ lại chứng minh đó, hợp giữ có 10 cái tao cũng đi là đi à. Đúng là mình nói. Ê, khổ quá. Ở chúng bận tí nhá. Rồi. Tội nghiệp quá. Thế là vợ em là đi cụ thể đã đi lần cuối cùng là chốt hạ là đi bao nhiêu ngày rồi? Đi từ 22 tới giờ luôn, hơn nửa tháng 3 tuần rồi. 22 là trong Tết. Trong Tết đó 22. Ôi giời. Tuần nữa 7 ngày Tết rồi, 8 ngày nữa Tết rồi, 20. Đi 22 tháng Chạp. Gọi tháng Chạp đấy. Giáp Tết đấy đúng không? Tết. Thế vậy là Tết vừa rồi là ba cha con em là qua Tết không? Không, đi về Tiền Giang. Đi Tiền Giang chi vậy? Chơi buồn quá thì chơi. Dắt con đi luôn. Quả giờ đi luôn, dắt hai đứa này luôn, còn thằng lớn ở nhà. Còn lại còn thằng nữa? Đó thì ba người lắm. Ồ, thế là còn một bé trai nữa nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi rồi. Còn đi học không? Là còn học ăn học lớp 7. Học lớp 7 à? Thế ở nhà mình? Ôi, sao em chở cả tống ba luôn? Công lệ mệt. Ôi, thế là để... Nói hai đứa này cũng mệt. Thế là vừa là 4 cha con không ăn Tết? Mình có mua con gà con vịt nào cho các con ăn không?
Thôi chứ nó ăn mình muốn gì nó ăn đó à. Mình Tết vừa rồi được thưởng nhiều không em? Tháng lương cơ bản 13, tháng 13 thôi. Tháng 13 được nhiều không? Có 5 triệu mấy. Ôi giời, 5 triệu 3 mà ăn Tết thì sao đủ? Trả lương tháng kia nữa, đánh chọn nữa. Có thể trả tiền trọ nữa, tiền trọ nhiêu? Không, nhà mà. À mình có nhà hả? Nhà. Ờ, mình bên Tây Linh có nhà đúng không? Từ chỗ em đến chỗ làm việc có xa không? Cũng phải 11 cây số. Ở 11 cây gần mà, 15 phút. Thì đường đi, giờ đường đi ngon lắm. Ừ, 15 phút hả? Bên Tây Linh biết mà đường đẹp lắm. Ồ. Vậy là vợ em này hôm cách đi hôm 22 hay trong Tết đúng không? 22 tây là nó bị tai nạn là đi luôn trong đó lúc. Nhưng mà em nhìn thấy người có chạy chùa gì không? Chạy chụp hình lên nó để gửi người ta, gửi cho anh em nó. Có chạy không? Có. Chạy đâu? Mặt chạy chân rác. Sao chạy lại không về? Ờ vậy mà nó ác vậy. Nhưng mà có, em có vậy mà có thằng ăn nhẫn tâm mình chứa. Đứa nào nếu mà bạn bè thân cử nào cũng kêu về thôi, bạn bè thân đi hay bạn gái đi làm chung công ty đi cũng kêu về mà này nó có cái chỗ. Có chỗ ở rồi. Theo như cái này cái một là cái nhà chứ nhà nếu mà nhà trọ không chứng minh ở chừng 3 bữa là 4 bữa là tao hỏi chứng minh phải đăng ký cho ở mà không có chứng minh lấy gì mà đăng ký. Ừ. Đấy, hiểu không? Nghĩ sao? Em có nghĩ rằng là hôm đó là không phải vợ em đi một mình, vợ em có thể là đi hai người. Thì mới đụng một con chó. Mới đụng một con chó. Tốc độ mới mạnh như vậy. Nếu mà hai người mà đụng nhau là giữ lại là cầm kết hết rồi. Đúng không? Ý anh đang nói chuyện ấy là một người đàn ông chở vợ em. Không, chừng nó cái một mình nó. Không, hai người rồi. Này chắc hai một cặp rồi em ơi. Anh đang nghĩ cái linh tính của anh, cái linh cảm anh báo là cái trực quan của anh báo là có thể chở đôi rồi. Chứ xong rồi cái điện nghe mới ra lấy xe về. Ừ. Thì đúng là cong xe rồi, đâu có đi được nữa. Nó cong những bà. Vậy là hôm ấy đêm hay ban ngày em biết không? Xe về hỏi ông cậu là 3 giờ chiều, xe ba gác chở về đây. Nhưng mà hôm đó là vợ em đi làm tóc hay đi đâu? Không, nó đi sinh nhật. Sinh nhật ai đấy? Làm tóc rồi, không biết sinh nhật ai, không biết. Ôi trời ơi. Quan tâm gì cái đó, ăn gì không biết, cách niên gì không biết, không quan tâm, nó đụng con chó thôi à. Đã sinh nhật bạn trai rồi, nhưng vợ em có hay nhậu không? Không, ít lâu lâu, ít nhậu. Nhưng mà nhậu lần có say không? Say chứ. Say luôn? Không say, mà cái lâu lắm, điệt tám, đám này kia, vui này kia thôi. Em, nhưng mà còn em có hay nhậu không? Có, ít nhậu lắm. Nhưng mà nhậu có nó say không? Say, không say, nhậu mà không say. Ôi, ớt nào ớt không cay mà nhậu nào nhậu mà không say đúng không? Anh thì nhậu không mà say. Riêng đặc biệt anh không nhậu không say. Đấy, bởi vì anh không uống. Đấy, anh uống nước ngọt không à? Ừ, chứ nó không say được. Em thì có thể là, anh nhìn thấy em thì có thể là một con người phải nói là đàn ông rất rất mạnh mẽ đấy. Em có phải đánh vợ chưa? Có, lâu lắm rồi. Hai năm nay đánh nó có một tay mà nhậu thì ba nó khóc. Sao mình đánh? Thì giận này kia, giận bởi điện thoại luôn mà đánh một tay một cái. Nhưng mà sao lại... Vụ tiền thôi, vụ tiền cũng bạc tiền này đớm thì thôi. Thế vợ em đánh đè bạc cờ bạc này là gia đình vợ có biết không? Bên gia đình biết chứ. Biết hết luôn à? Biết chứ. Gia đình vợ có khuyên không? Nó nợ sao đổ nợ, xe mà dám đi cầm. Em cho một chiếc xe Sigut là mượn bà già và vợ ra cầm luôn mà. Ui trời ơi. Sao này biết? Cho bà già vợ. Em cho anh hỏi thế này nhé. Gia đình anh hỏi thật một câu chuyện nghiêm túc, gia đình mình có thiếu tiền bao giờ không? Thiếu tiền ai không? Có thiếu. Thiếu ai? À, hội với lại tiền hoài anh ơi. Thiếu hội nhưng mà mình lấy hội về tiền đâu hết rồi. Không tới đau, tính đau còn ở hoài nó thiếu như mình không biết. Không, anh đang hỏi là vợ chồng có vay mượn chung để về xài chung không? Có chứ. Là có thiếu người ta khoản đó. Thiếu nhà em thôi. Nhiều không? Tầm 8 triệu à. Ôi có 8 triệu bạc tháng trả được rồi. Thì đó còn nợ hoài nó nhiều không biết. Còn vợ vay đâu em không biết. Em có biết là vợ vay chủ yếu mục đích chính là không biết, không biết. Em có biết là mục đích chính vợ vay tiền để làm gì không? Qua về nợ xấu rồi nó mượn hai ba đầu nợ xấu không đóng đâu, nó đâu lên đen hết rồi. Ôi một lần thôi là nợ xấu rồi sao đang nợ hồng bây giờ thành nợ đen rồi. Ờ, nợ đen rồi, số dầu đen rồi, nó mượn đâu được hết á. Vậy thôi. Chứ em mượn gì được. Đó vậy chân chính là nó trong sáng là đường đâu được hết. Thì em ơi đang mắc lắm mượn chơi S88 gửi tin nhắn hoài cho kêu kêu mượn gặp. Em là đang sổ hồng. Còn vợ là sổ đen rồi. Gọi là các quỹ tam tảo bây giờ, quỹ thủ quỹ bây giờ cái sổ rồi. Quá đơn giản đi. Ừ. Vậy quá đơn giản thì mà tội hai đứa này, ba đứa này nè, chia cách nhau gọi mà nó gần nữa, bà ngoại nó ở đó thì nó cũng đem ra cho bà ngoại, nó cũng phải qua lại sao bỏ được mà con gái nào mà đeo. Đúng không à? Em cho anh hỏi này. Vợ em mỗi một lần đi như vậy đi lâu không? Không có lâu, nó hồi đi trước đây á. Hồi đi cam vài ba tháng rồi cam làm gì không chứng minh lúc đi cam luôn. Mày rồi ở đâu đi cam. Trời đất quỷ thần. Đi cam, nó mày không có chứng minh. Ông nội mày dám vô mày làm, đi đâu mà không có chứng minh mày mới làm được, mày có ai chui đi được đi nữa đi. Mày phải chứng minh mày mới làm mày tìm kính mày ở đâu. Vợ em đi cam chi vậy? Nó nói như vậy mà không phải, điện quan biết nó cam mình có sống đâu. Mà điện Zalo được, điện lượng mạng được. Qua cam á. Nhưng mà vợ em có sang cam thật không? Một bài nó qua nó gần mà. Nhưng mà có sang đấy bao giờ không?
nó nói vậy chứ không có, em không tin đâu. Nhưng mà anh nghĩ rằng vợ em nói đúng á, vợ em nói đúng. Sao? Vì thường anh theo anh được biết là rất nhiều chị em phụ nữ ở Việt Nam mình, nha, không những là những tỉnh lân cận ở vùng giáp biên mà phải nói nhiều tỉnh khác, nhiều chị em rất nghiện cờ bạc mà muốn đánh để thỏa mãn cái đam mê là chỉ có sang Campuchia thôi. Anh mà cũng mất tiền, ý là nó nói vậy là sang đó không cần tiền, tin sang đó có người cho mượn tiền để chơi. Nếu mà nó qua bển đi thôi, nó gửi chén thôi, hãy chụp hình đi gửi về cái phong cảnh đi đó. Nhưng mà vợ có chụp không? Có hả, có tình đâu trời ơi, nó ở sống gần đó thôi mà biết chỗ nào đơn phương mà tình nó không biết, có cam không đi được. Ừ. Sao mới đi được? Ê, không qua bển làm gì mà bển, là vợ em không này có tiền mà đi qua bển làm gì mà bển. Ừ. Bắt nổi bển luôn á. Ừ. Thế này là nuôi lệ luôn á, phải tiền phải người thân gì chuột về á. Vợ em bên ngoài nhìn có dễ thương không? Không, nhìn tấm hình nó nhìn nó bên ngoài, nhưng mà nhìn bên ngoài giống em chụp hình để đẹp thôi chứ ngoài nó không đẹp. Mà chụp bá à, ngoài to chụp bá. Ừ, khoảng bá. Khoảng nhiêu ký? 78 kg. Ôi trời ơi, 78 hai đứa nhỏ mình sống. Nhưng mà sao vợ này thôi, sao vợ bự con mà em nhỏ con này? Em còn được nhiêu ký? Năm mấy? 50 kg, 54, 53 kg. Nhỏ mấy? Trước nhiêu ký? Xuống mấy ký? 54 kg. Trước là 4. 54 kg. 4 giờ chắc còn 50 thôi. Không được đâu. Có mấy đêm nữa từ 22 cây dụ nó không mà làm. Ừ. Không được. Giờ 50 mà. Ngủ, thức ngủ được 3-4 tiếng hồ cái. Nhưng rồi. Mà sao vợ em là tướng bự con từ trước hay là mới bự đây? Từ mổ phát ra. À. Mổ hàng trước lại vô đất biển, nó chịu đất biển thì nó mát mẻ, tay chân nó mát mẻ. Còn em lúc nào luôn luôn cũng ốm. Từ mình nhỏ đến lớn. Mình có hay ăn nhậu không? Nhậu nhậu cũng ít lắm. Đúng rồi. Nhưng mà có lỡ mà có nhậu thì mình sớm nghe này kia là cũng đi làm đâu bởi cục việc đâu. Ừ. Mà phá hoại không có. Nó phá thì có. Sao mà vợ em phá hoài vậy hả? Ừ, mình đâu phải gia đình khá giả đâu mà phá hoài vậy. Ừ, gia đình của nó không có miếng đất chậu chim nữa. Ôi trời. Bán tượng có bánh tét mà ông bà già. Khổ vậy. Mướn nhà mà già mướn nhà luôn. Vậy khổ lắm em ơi. Em bây giờ anh nói thật là em bây giờ em có thương vợ không? Thương, tại vì hai mấy đứa nhỏ này chia cách nó tội lắm. Muốn giết với thôi mà cũng suy nghĩ lại nữa chứ đâu phải mà. Tội hai đứa nhỏ này, ba đứa làm mà nó chia cắt nó thì ở gần quá đi. Ừ. Qua lại sao nó bỏ được. Ừ. Mà đừng bà con gái nào thấy vậy cũng giống như ông nội cũng dám vô nuôi hả? Ừ. Đúng không? Vậy có nhà có cửa đi. Nhưng mà bây giờ em nghi, nếu như này có em xe cổ có. Này là em đang nghi là vợ đi với người đàn ông khác. Đúng, biết cũng tự thừa nhận luôn mà không có dám tự thừa nhận đâu. Vợ nhận rồi hả? Không dám chừa thừa nhận mà gửi tin nhắn, mày có người bảo lãnh mày, ok mình lo mày rồi, mày đâu có làm gì, có chứ mình làm gì mình đi rửa chén đâu. Ừ. Mình nghĩ sao mình mà vợ em mà có tay nghề mai. Nhưng mà vợ em từ hôm đi giờ phút này, hôm 22 trong Tết giờ phút này 22 tháng Chạp. Đến giờ phút này là vợ em đi là rất lâu rồi. Vợ em có gọi về nhà không? Có vợ thì hai hỏi thăm hai đứa này thôi. Hỏi em sao? Vợ nói sao? Thì bà đi bà đi Campuchia. Nói mấy đứa này thôi. Là đi Campuchia rồi. Đây cũng vậy, điện thoại cũng vậy thôi, cũng nói bằng. Em giờ em gọi cho vợ được không? Không, mất máy. Rồi gửi tin nhắn thì nó nhận thôi. Nhưng mà không trả lời. Không. Nó trả lời tin nhắn thôi. Nhưng mà em đang nghi là em có nghi ngờ là vợ đang ở Campuchia hay ở trong phòng bên này người khác. Không, ở với người khác thôi, ở gần đó thôi mà biết chỗ nào thôi trong phút đầu. Rồi, ở gần anh sẽ tìm cho. Ở gần ở bên Tây Ninh đúng không? Anh sẽ khoanh vùng à, ở khu vực nào? Hương lộ 19 đó. Hương lộ 19 gì? Đó khu này anh rất biết, anh dành khu vực này. Anh sẽ cho anh em đấy ở tìm. Tìm cái này ra cái một à. Nhưng mà em nghi là người đàn ông này lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Không biết đâu. Em chưa thấy mặt đúng không? Rồi anh thấy mặt. Có gì nữa theo dõi tới rồi. Ừ, anh tìm thấy mặt cho. Nhưng mà nếu bây giờ gặp được người đàn ông ở chung phòng trọ với vợ em, em sẽ nói điều gì? Em sẽ làm gì? Theo như mà gặp giờ tính sổ đi mà được mà em tính sao? Rồi. Em tính sao? Giờ viết giấy ly hôn. Viết giấy luôn tại trong phòng. Kêu ép em á là viết giấy ly hôn. Vợ em á hả? Nó giờ mày viết đi. Vợ em bây giờ đang bảo em viết. Ờ, nó vậy đó. Sao kỳ vậy? Ừ. Nhưng mà em có thương vợ không? Thương, còn thương. Nhưng mà vợ em có thương em không? Không. Ồ, vậy là vợ em có người khác rồi. Thì đó có rồi, gửi tin nhắn là mày có rồi thôi. Trời ơi. Vậy giờ mình tìm chi vậy? Mày mắc mắc mà mắc mũi luôn. Nhưng mà vậy bây giờ mình tìm chi vậy? Thế theo như mình vợ chồng mình còn mình không thương mình ghi với cái hôn đi. Đó quá đơn giản đi. Mình đi vậy là người ta dòng họ của bên mày nghĩ sao tới mày. Đó, mày chắc mày bỏ xứ mày đi được không con mày không mày bỏ được không? Mày đẻ được, mày đẻ đâu có được đâu. Đẻ được mà, con đẻ được đi. Không, nó ấy rồi. Hả? Ấy rồi, thắt rồi. Thắt là thắt, thắt là thắt cái gì? Là tuyệt chủng rồi. Tuyệt chủng hả? Ừ. Chết mẹ rồi. Tại vì quải nó cắt luôn rồi. Vậy là gọi là người ta gọi là thiến. Đẻ nữa. Người ta gọi là thiến rồi đúng không? Thiến rồi. Ôi trời. Đẻ nữa. Trời. Bây giờ mày có gửi tin nhắn mày có sống đi nữa, mày có hạnh phúc người ta không? Ừ. Nó không trả lời được. Đúng đó. Không có con đúng không? Người ta đi, mày có hạnh phúc. Đúng. Chứ mày nó sống như vậy đâu có chính nghĩa gì đâu. Vậy là vợ em hiện nay là vợ là giấy tờ có cái phôn đàng hoàng mà. Vậy là vợ em hiện nay, vậy là vợ em hiện nay không đẻ được. Ừ. Tin rồi. Vợ là máy đã xịt. Đúng không?
Ê, tội quá hai đứa trẻ nhìn. Đó, tội thì kia cách là tội nè. Nhưng mà anh thấy hai đứa con gái của hai bé gái này giống em. Không giống mẹ một chút nào. Đúng không? Từ giống. Môi, môi, mặt, trán hoàn toàn giống em. Giống. Đúng không? Cặp mắt của nó thằng trai nhưng mà trai trắng lắm. Nhưng mà hai bé gái này giống giống em. Chính xác không? Em. Ừ. Sau này hai bé gái này ngoan này. Chịu khó học này. Nay mai làm ca sĩ, nghệ sĩ đều được. Chị đẹp lắm, tương lai không, hai bé nó xinh mà. Nó làm cô giáo. Ồ, cô giáo hả? Viết chữ đẹp lắm. Viết chữ đẹp lắm hả? Có người chị ba này viết ẩu. Ồ. Nó liền bằng cái này. Ừ. Viết chữ đẹp. Ồ. Hai chị em học lớp mấy rồi? Lớp 1, 27, con gà. Ồ. Con gà hả? Con gà này là giỏi lắm. Hết mùa, tháng 5, tháng 4, như hai tay chơi nhà. Hai bé gái này có cái bàn tay rất, ngón tay rất dài. Ừ, khả năng làm cô giáo được. Ừ. Ước là cô giáo con này làm hớt tóc. Ồ. Hai chị em làm cô giáo luôn đi. Nhá. Con bé 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 bên này là bé tên gì? Bên này. Châu. Châu hả? Ờ. Gì vậy nữa? Minh Châu. Minh Châu hả? Ờ. Con tên gì con? Con tên là tên gì? Cô giáo gọi con tên gì? Hoàng Ngọc Minh Châu. À thì Minh Châu cũng chịu. Hoàng Ngọc Minh Châu. Minh Châu đi. Con mấy tuổi rồi? 6. Con đi học chưa? Dạ. Học giỏi không con? Thế chưa, cho chú hỏi này, mẹ với ba có quánh nhau bao giờ không? Không. Không hả? Ồ, thế mẹ đi đâu rồi con? Mẹ đi đâu hả? Mẹ đi đâu? Mẹ con đi đâu? Mẹ đi lâu chưa? Ôi, tự dưng mẹ đi hả? Mẹ bỏ con luôn à? Ồ, con có nhớ mẹ không? Con ba với mẹ là con thương ai nhất? Thương ba. Thương ba nhất, tại sao thương ba không thương mẹ? Tại sao lại con lại thương ba mà không thương mẹ? Con có thương mẹ không? Mẹ có hay bỏ đi không? Có hả? Mẹ đi một lần đi là mẹ đi lâu không? Đi lâu hả? Không có lần này lâu mà lần kia lúc. Lần này lâu nhất hả? Lần này kỷ lục đấy. Lần kia có mấy ngày thôi. Lần này khả năng đi luôn đấy. Em ạ. Hết tiền là về, chỉ nói là về. Vậy thôi. Ê, khổ quá. Tiền thì có chứ phải là không có. Hai bé gái. Hai bé gái con lại nói bảo mẹ ơi mẹ về với con, mẹ đừng bỏ con. Nói đi. Nói đi. Con có mong mẹ về với con không? Con nói để mẹ về, mẹ xem này mẹ về. Con nói để bảo mẹ ơi mẹ về với con. Nói đi, nói lớn tiếng lên. Ngoan lắm. Hoàng Ngọc Minh Châu, nói lớn lên con. Con có thương mẹ không? Thương, thương nói làm sao để mẹ về. Nói đi. Bảo mẹ ơi về với con. Nói đi. Có gì mà sợ? Hai bé dễ thương quá ha. Mặt xinh gái. Bé bên này buồn ngủ lắm phải không? Đêm qua nó không ngủ sao nó buồn ngủ chứ mà. Bỏ nó đi ở nhà đó, lận giật mình ha, bây giờ giật mình vậy. Đâm thiếu ngủ hả? Vậy ba cái là vậy đêm em ngủ, vậy đêm em ngủ với hai đứa trẻ. Hai đứa ba không à. Giờ có nằm cái mẹ nó đi nữa nó ngủ bên ba nữa. Ừ. Nó không nằm bên mẹ nữa. Tại vì nó có mẹ nó bỏ đi hoài, dắt con đi hoài, đi thôi đi bú né, đâu đi bú né. Ồ. Vậy là mỗi một lần đi thế này về em không tìm hiểu kỹ là vợ đi đâu. Thì nợ nần thôi chứ không đi đâu. Nhưng mà có ai đến nhà đòi tiền không? Có. Đòi nhiều không? Ừ? Có ai đến đòi nhiều? Làm đâu năm ngoái là anh nợ cho công ty đó là 2 triệu con nhỏ đó. Nó tới nhà luôn mà hỏi thăm tới nhà. Có 2 triệu mà tới nhà? 20 triệu là mỗi tháng, 2 tháng là 20 triệu rồi. Nó làm công ty tháng nhiều mà trong tháng đâu thiếu 20 triệu tiền đâu. Thế mà? Nó đòi cặp xe. Ừ. Đó là người ta tình ta mới đưa. Đường mới làm có 1 tháng, tháng thứ hai là tiếp động vô cái rồi xong luôn, làm cái 1 năm nó 3 cái công ty. Thôi hết cái công ty mà làm luôn. Ôi. Làm cái gì? Thế là một lần như thế là về em hỏi là tiền đâu hết rồi thì em vợ trả lời làm sao? Thì trả nợ hết, nói vậy thôi, cũng thua làm gì nó, giết nó. Bây giờ này, thực sự là đến giờ phút này anh thấy là cái câu chuyện mà em thì em vẫn còn thương vợ. Nhưng mà vợ thì có thể là anh nói thật là có thể là không thương em. Ừ. Nếu mà vợ mà thương thì vợ sẽ không bỏ nhà đi mà không đi nhiều lần như vậy. Tiền bạc, nội vụ cái tiền bạc quá nặng, cái đầu óc, tinh thần của nó. Thế cũng như điện nói nó là lụng xe, là nó tôi sai, nói vậy, tôi sai. Xe như vậy đó mà không điện về nhà, xe nó banh đi không được mà không điện về nhà mà điện cho em mà lấy xe mày đi. Nó nói tôi sai, rồi, nói vậy thôi, nó điện thoại. Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại, vợ em quay trở về với ba đứa con. Đây em nói chuyện này vợ em đang xem, chắc chắn vợ em sẽ xem video này. Thằng đó cũng xem luôn. Ừ, rồi, lên rồi cho cả thằng đó xem luôn. Rồi em nói chuyện lớn đi. Em cũng mong cho quay về lo ba đứa nhỏ này cho nó hoàn thành thôi. Vậy thôi.
em nói chuyện trên video này chắc chắn là vợ em sẽ xem, vì vậy em nói chuyện thẳng thắn, em còn thương còn yêu hay không thì em cứ nói chuyện thẳng thắn trên video này để hy vọng là vợ em xem, vợ em suy nghĩ lại. Nói đi. Thì em muốn nói sao, em nói tự em nói chuyện. Thì em cũng thương thương đó chứ. Dạ. Thế đấy tự em nói chuyện. Cho nó quay về sớm để cho nuôi ba các con này kia phụ thôi bà. Tự em nói chuyện, em nói vợ ơi, vợ tên gì chẳng hạn, vợ còn thương anh không, thương chồng không chẳng hạn, thì vợ quay trở về. Vợ còn thương anh đâu, cái gì quay về sớm. Trong lo mấy đứa nhỏ. Biết gì hơn nó. Vợ em hiện nay là nhuộm tóc màu xanh. Xanh. Màu vàng. Người ta gọi là đúng xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà đây là xanh, đúng là xanh luôn. Vàng, nhộm, gà, bà con gái tôi nhộm cái màu vàng thì nó coi dễ coi, nó cái màu xanh thấy nhìn không? Ừ. Người lớn tay dòm. Trẻ tuổi thì người ta để màu thường thường người ta để màu đen. Vừa vừa tuổi người ta để màu vàng. Nhưng mà vợ em là vừa vừa tuổi nhưng mà đặc biệt là màu xanh. Đấy, xanh dữ không em? Đậm luôn hả? Tắc kè luôn. Tắc kè này, tắc kè bông hay tắc kè gì? Ôi tắc kè bông luôn. Nhưng mà đôi khi là vợ em lại yêu đời, vợ em thích nhuộm như vậy sao? Hay là em cấm? Ví dụ nặng tiền bạc này nè, nó lẫn có cái kịch nhân luôn đi. Nó nản cái đầu óc nó đi. Nó giờ thông thường mà nói vậy thôi chứ sao giờ tiền bạc thì hết. Chứ nhà cửa nó đầy đủ tiện nghi, không có thiếu cái gì, cái thiếu nợ thôi. Thiếu nợ. Nó cũng vẫn biết thôi. Cũng gửi tin nhắn gì không à. Nhưng mà bây giờ vợ em nếu quay về mà vợ em nói là bây giờ thiếu cần này tiền thì cần này tiền, em có chấp nhận em trả cho vợ không? Thì trả từ từ, nếu nợ cũng ai cách nào, khi mình sống là nó hòa đồng cho nó mấy đứa con này, nó sau tương lai sau này nữa mình bỏ đi, mình như là vậy rất là đơn giản đi, quyết gạch rồi là hai đứa này nó sau này nó tội, mày con này con riêng này kia nó qua lại bỏ dính díu mà quen đâu được ai đâu, có lắm ba đứa này nó ở mày ở gần có nhà có cửa đâu, theo như ở nhà muốn nhà trọ đi có dư đâu, cũng đòi bắt hai đứa nhỏ này ra nhà trọ, theo như mà ở nhà cũng có mà dư nữa mà nuôi ba đứa này ăn học đâu phải đơn giản đâu. Thế bây giờ là nếu mà vợ em, anh nói thật là nếu mà vợ em đừng cùng, vợ em đi luôn, vợ em bỏ cả con luôn, mà đến giờ phút này bỏ rồi. Giữ nuôi thôi. Thì em phải nuôi. Bắt buộc thôi chứ giờ. Nhưng mà thế mà nay mai chở đi học thì ai chở? Nay đây chở, nếu mà làm cả ngày chở rồi chưa bà nội dắt. Ê, về, tội. Dắt bộ giờ bà ngoại, bà nội nó không biết chạy xe nữa. 62 tuổi rồi. Nhưng mà có gần nhà em không? Từ nhà trường học ấy. Từ nhà trường học. Hai cây dắt bộ nữa hả? Hai cây mai là gần. Thị trắng rồi. Ui, dắt bộ hai cây là chùa lắm. Đó thị trắng mà, mới buộc phải đi chứ sao. Dắt bộ hai cây là xa đấy. Ê, tội quá. Hai bé ăn kẹo chú cho ăn kẹo cho hai chị em. Mình ăn con miếng, mình đói hai luôn. Hai chị em. Rồi cho chị ăn đấy. Đúng chị bộ. Ăn đi con. Tội quá. Thế Tết vừa ba có mua kẹo cho các con ăn không? Trời, quả gì đó, kẹo ăn mình lộn khỏi. À. Thì hôm nay thì... Ba là có bảo hiểm, có bảo hiểm giáp khoảng 7 triệu. Cũng mượn nhỏ em không, em ruột ở Tiền Giang đó. Em gái em hả? Em gái ruột ở Tiền Giang đó, chồng. Em của em. Gọi là bà cô đúng không? Hay là gọi là gì? Em ruột. Nhưng mà gọi là cái gì? Ở quê em gọi bằng cái gì? Con của em là gọi bằng cái gì? Ở đâu? Ở quê của em ấy, gọi bằng em ruột của em, bằng em gái là bằng cái gì? Không, bằng cái gì? Bằng cô bằng gì hay bằng gì? Kêu bằng dày. Là gì? Em ruột mà. Em ruột là gọi gì ha? Mỗi quê, mỗi một tỉnh gọi khác. Rồi thì hôm nay em về đây, em dắt theo hai đứa trẻ. Đặc biệt là hai con gái sinh đôi. Để về nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Mà đặc biệt là anh thấy em chia sẻ cái câu chuyện ấy. Những cái lỗi lòng của em này em muốn chia sẻ thật. Em chia sẻ hết. Vì vậy cho anh nghĩ rằng vợ em xem video này thì vợ em mới suy nghĩ lại. Bởi vì một người mẹ, một người vợ mà bỏ đi theo quy định, theo định kỳ 1 năm 3 lần, đúng không? Thì thực sự là anh thấy là có cái gì đó bất thường, nó không có bình thường đâu em. Vì vậy cho em về em xem lại cái cuộc hôn nhân này. Cái nhất là mình đã sống tốt với vợ chưa, mình có làm gì sai không? Cái thứ hai ấy là hay là vợ sai, vợ sai cái gì đó thì mình về suy nghĩ lại, để nếu như để vợ em, nếu mà vợ em về được thì vợ em suy nghĩ lại để có thể là tiếp tục hàn gắn em nhé. Tin nhắn cho nó rất là nhiều lần, nó đọc suy nghĩ cải kỹ đi, về sớm đi, nó không có giờ đồng mạng đó, vậy thôi, không nói không có hù nói gì, suy nghĩ lại kỹ đi, chưa tới nhờ gì đồng mạng đâu, chưa có nói mầm he nó, suy nghĩ lại kỹ đi. Em có thể em nhắc lại ấy, là vợ em họ tên là gì, sinh năm mấy, nguyên quán ở đâu? Vợ em họ tên này, vợ em họ tên là gì? Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1992. Nguyên quán vợ em ở đâu? Đặc điểm nhận dạng vợ em là cao hay thấp?
mét 58 là nặng 78 kg đúng không? Ừ, 78 kg là anh thấy là cũng 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 không phải là mập nữa mà là vuông hòm sát cạnh. Phải là mập mấy lâu rồi cũng ra mặt cũng gồ mà nó lớn xương. 78 kg là anh nghĩ là cũng rất lớn, là hơn em hơn 20 kg, hơn em gần 30 kg, đẳng cấp đấy. Vợ em là lúc vui vẻ đấy. Lúc quen hồi nhỏ là nó có 5 mấy ký chứ nhiều, 5-6 ký. Giờ phát tướng. Mà nó đẻ ra là phát tướng, đẻ mổ thằng lớn á là mổ bệnh viện gia đình. Những lúc mà vui vẻ, vợ chồng em những lúc vui vẻ là mình thích nằm trên hay nằm dưới, những lúc vui vẻ. Vui dạo nào. Không ngày xưa. Những lúc vui vẻ vui vẻ. Nằm thôi chứ bình thường đâu, vợ chồng mà. Chứ anh thấy vợ 78 ký mà là đè em chắc là em ngợp luôn, gác đùi ngợp. Thở không nổi hả? 7 tháng cũng em có 50 ký à? Nhưng mà hai vợ chồng ấy, hai vợ chồng là gần đây nhất là có ngủ chung không? Chứ từ hôm ta 22 đi tới giờ luôn. Không, là gần đây nhất trước khi vợ em bỏ đi. Có bình thường chứ vậy có phòng ngủ chung phòng chứ mấy đứa con này chứ ngủ đâu. Không, hai vợ chồng vẫn ngủ chung gì? Mình có bình thường không? 22. Không, bình nhưng thường mà cũng suy nghĩ gì hết á. Nhưng mà có được gì không? Không, mà cái không được gì. Gì được, mình suy nghĩ. Không, anh đang hỏi không phải. Em không hiểu ý anh à? Hai vợ chồng ngủ chung như trước đây nè, nhưng mình có được gì không? Đêm ngủ mình có được gì không? Được thôi, chứ mà cái từ 22 là em cũng không, từ hôm 22 giờ này thì chẳng hẳn rồi, thì thành thiến rồi, thành thái giám rồi. Nhưng mà trước đây, hai vợ chồng có bình thường không? Sống cũng là bình thường thôi. Vẫn được đúng không? Không nghi ngờ gì hết á. Không nghi ngờ gì? Không nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà đến giờ phút này nghi chưa? Ừ, mà nhờ ổng cái tay đó là, cái tích tay đó là nghi ngờ. Nhưng mà đầu đó là khó coi, thì nghi ngờ mà đi làm không thể rõ được. Sao mình không bỏ làm luôn, thuê người theo đó? Người ngoài thôi, biết sao những đầu óc nặng tiền bạc, tiền, tiền gì hết. Mà mình có tình nhân luôn. Đấy, tiền và tình nhân luôn. Không có tiền hết, để mày hết tiền rồi mày cứ lo tao không? Ừ. Chứ phải có người ngoài, người lo vậy nó có làm được, chứ không có làm cái gì hết á. Không có mình làm đâu, hỏi mày á. Rồi đâu? Hôm nay em về đây nhờ anh em ở chính Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Đồng ý không? Đồng ý ha. Là cái thông tin này em chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Đúng rồi. Nếu sai mình phải chịu trách nhiệm nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo, một cái câu chuyện là một nhân vật trong video này, một em trai phải nói là có thể là rất nóng tính và rất thẳng tính, chia sẻ tất cả những cảm xúc của mình trong vòng sinh sống với nhau rất nhiều năm. Hiện nay đã có 3 mặt con, một bé trai và hiện nay 2 bé gái sinh đôi. Nhưng vợ thì đã bỏ đi thường xuyên 1 năm 3 lần, nhưng mà chưa biết là vợ đang đi đâu, vợ đang phương trời nào. Đặc biệt là vợ đi hôm 22 Tết, bỏ lại 4 cha con, đến giờ phút này phải là âm thầm lặng lẽ phải đi tìm kiếm khắp 4 phương. Hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai biết là thông tin chính thức em gái là đang ở đâu, đặc điểm nhận dạng thì anh em đã chia sẻ rồi. Nếu biết là thông tin chính xác thì hãy báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thẩm Dương theo số điện thoại 0913 785858. Dạ rồi, con chào cô nhá. Cô cho con xin phép là cô là tên là gì? Tôi tên Lê Thị Thịnh. Cô Thịnh ha. Cô Thịnh quê ở đâu? Ở Cần Đức, Long An. Ở Long An. Hôm nay cô Thịnh về đây nhờ giúp đỡ gì đây cô? Giúp đỡ nhà tìm con chứ nhờ. Tìm con. Con cô Thịnh tên là gì? Tên Lê Hoàng. Nó thường gọi là tên Đặng. Ở ngoài thì kêu Đặng. Ở nhà thì Đặng đi làm tên Hoàng, tên mẹ sanh tên Hoàng. Trong giấy thì là tên Hoàng, còn tên thường gọi là Đặng. Con trai của cô năm nay bao nhiêu tuổi thưa cô? Năm nay 36 tuổi. 36 à? Con trai bỏ đi ngày nào mà sao lại bỏ đi? Đi họ 30 tây tháng 9. Vậy là đi từ năm vừa rồi cơ ạ? Năm 4 năm 8. Trời đất ơi, cô được mấy người con? Có một đứa, mình đó. Ôi trời ơi, vậy là độc nhất vô nhị là có một anh Hoàng này. Rồi ông xã cô đâu? Mất. Mất rồi hả? Mất lâu chưa cô? Mất mấy 20 năm. Trời ơi, vậy là có 2 mẹ con. Cô là người là dân gốc ở Long An luôn hay sao cô? Ở khúc nào Long An? Cần Đước. Cần Đước ha. Ở Long An cô có nhà không? Nhà thì nhà nhỏ cũng nghèo. Là có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Mà tới giờ phút này thành phố làm khách sạn. À, làm nhân viên hay là quản lý khách sạn? Làm nhân viên. Nhân viên ha. Là anh Hoàng này làm ở đấy được lâu chưa? Cũng 7-8 năm rồi. Trước kia thì anh Hoàng có tình trạng mà đi mất tích như thế này bao giờ không? Bây giờ nó cũng ngoan lắm. Hay, vui vẻ, nó không có gì bình thường, không biết tại sao, không có tâm sự gì hết trơn. Anh đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh có hay về không? Cũng chỉ hơi tầng vậy, lần 2 tuần vậy, lần đó. Long An gần mà. Đi chắc tầm tiếng về đến nhà chứ nhiêu. Nói mẹ ở với mình, mẹ lên cho mẹ ở với cháu Bình Dương nè.
lên đây phụ tụi nó, phụ ta cũng chuyện vậy đó. Chứ mà ở dưới nó cũng không yên tâm. Cô Thịnh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay tôi 70 tuổi. 70 tuổi rồi ạ? 76 tuổi. Trời ơi, 76 tuổi rồi. Mẹ già đi tìm con trai rồi. Từ nay mấy tháng ở nhà trong chờ hoài không thấy tin tức, không có liên lạc, có thông tin liên lạc được gì với con không cô? Không có liên lạc được cái gì hết trơn. Vậy vừa là Tết vừa rồi cô đâu có Tết đâu hả? Không Tết gì nổi. Khổ ghê. Vậy là từ cái thời điểm đấy thì khi mà con trai nhà mình ở trên Sài Gòn là có bà con họ hàng gì ở đấy không? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ. Ở nhà trọ có bà chủ cũng năm, bà thương lắm. Cô đã đến nơi đó chưa? Có đến. Rồi có nghe bà chủ nói sao không? Bà chủ cũng đàng hoàng lắm, vui vẻ, nó rất là thương nó. Không, ý là con nói là cái lúc mà con trai của cô mất tích, cô có lên chỗ nhà trọ con trai ở chưa? Cô lên dọn đồ cho nó, bà lên rồi bà nói là cái ngày nó đi á, thì buổi chiều nó đi á, bữa tối nó đi á, là chiều nó có gọi về thì cũng nói chuyện vui vẻ, không có gì hết á. Bà tối đi là lên hỏi bà chủ cái sao mà nó đi. Tôi đi đâu có lấy gì mà không lấy xe cộ để lại là chủ hết, không có vậy, không có nhận tiền gì hết trơn. Đi mặc một bộ đồ thôi. Trước kia là con trai làm có gửi tiền về cho cô không? Thì cũng có, cũng cho, giờ thì về thì gặp mặt mẹ con thì cũng cho, mà nó nói làm lương ít quá. Làm nhân viên phục vụ mà nhà nghỉ khách sạn. Dạ, thì cũng ít. Bởi vì năm vừa rồi, không riêng năm vừa rồi. Dạ. Mà những năm trước nữa thì nhà nghỉ khách sạn thì thu nhập cũng nói chung là tình hình kinh tế cũng khó khăn đó cô. Dạ, thì làm lương ít thì nó đáng làm. Cũng phụ thuộc nào, vào cái mức độ khách nhiều hay ít nữa. Thì lúc nào tiền nhà trọ, lúc nào ăn uống thì nó dạ. Chạy xe thêm. Chạy giáp hả? Chạy xe gì đó, shipper, shipper gì đó. Chạy giáp shipper giao hàng đó cô. Đó, để nó nghỉ rồi tôi không cho đi nữa, tôi nói thôi con khổ quá đừng có đi xe nữa, ở nhà đi. Có gì thì mẹ có tiền thì dụ mẹ có chút đỉnh thì mẹ cho, ví dụ về tôi có tiền thì tôi cũng cho 500 xài vậy đó. Cô làm cái gì ra tiền? Thì con cháu nó cho thì mình để dành ăn. Mình tiết kiệm ha. Dạ, đi làm thêm lên đây phụ mấy đứa cháu nó cũng cho đứa 500 vậy đó. Con biết mấy người tuổi già là không dám ăn đâu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc đâu. Những người tuổi già thường thường mà con cháu cho tiền là luôn luôn để dành tiết kiệm lại, không dám xài, để dành cho con ha. Là con nhà mình vẫn chưa có gia đình. Chưa, không có gia đình. Sao thế cô? Quá. Sao vậy cô? Nói nghèo quá, không có gia nghèo tiền, ba đã cưới vợ mẹ thôi, cho từng từng. Trời ơi, con trai tâm sự với cô như vậy luôn ạ. Là nói là nhà nghèo. Đi về nó không có nói tâm sự, nó buồn á là. Hay cái gì nó không có nói mình nghe. Chứ là cô nghĩ vậy thôi đúng không? Nó vẫn bình thường, nó về vui vẻ gì bình thường á. Rồi cái bữa về cuối cùng mới về nó nói là nó cho tôi được 300. 300 hả? Nói là mẹ 300, tôi nói con không có tiền, con để con xài đi. Con ăn cơm, nước ở trên không có tiền. Yeah. Nói con có tiền rồi. Sẽ nói vậy, sẽ lên, mình cũng không có nói, không biết nữa. Nó vui vẻ, bình thường á. Nó cũng ôm ấp, nó cũng thương mình, bình thường cái gì hết trơn á. Mình đâu có biết cái gì đâu. Cái đùng lên đó, bữa đó nó đi rồi, mình không biết sao mà nói. Mình chết lên, chết xuống, xỉu lên, xíu xuống, không biết làm sao vậy. Rồi bữa giờ anh em họ hàng có đi tìm con phụ cô không? Biết đâu biết đâu mà tìm. Rồi đi cũng như là người ta chỉ đâu đi đó, đi coi thầy, coi bà, cái nọ, coi nó còn sống chết sao mà. Rồi cô có đi coi thầy rồi hả? Đó, đi mà. Coi nhiều không cô, coi nhiều thầy không? Bạn bè nó cũng đi coi thầy. Rồi nói nó ở với bạn bè mà không biết ở đâu, mình cũng không liên lạc, không có tin tức gì hết. Không sao biết ở đâu, giờ cũng như tâm kim tâm cá vậy. Cô đã báo cơ quan chức năng công an về cái sự việc con của cô chưa? Có. Báo rồi hả? Đi và giấy tờ nó không có. Cô đang lo sợ nhất là con mình gặp điều gì? Chị sợ lắm, lo lắm, không biết làm sao, không biết. Nhiều khi gặp bạn xấu rồi rủ rê nó đi chỗ này chỗ kia, mình cũng sợ vô đó. Nó thì nhiều bạn lắm. Tới giờ phút này là cô sợ nhất. Cô có sợ rằng là con trai mình sẽ bị sập bẫy những đối tượng xấu? Thì đó. Việc nhẹ lưng cao không cô? Cũng sợ vậy. Mà thôi con. Mình cũng cầu nguyện đó nào, để gặp bạn tốt, con đưa đi chỗ nào. Mà thôi con, có lẽ con không thể chia sẻ nhiều về những cái câu chuyện này. Việc nhẹ lương cao bởi vì cô bây giờ tuổi già sức yếu rồi, cô lớn tuổi rồi. Thật sự bây giờ con lại lo cho cô nhiều hơn là con trai của cô đấy. Thật sự. Thì bây giờ là cô cứ ở nhà, cứ cô có làm gì ở nhà được không? Thì ở nhà thì phụ mấy đứa chị Trần Linh ở với cháu. Rồi công việc nhà thì phụ nó bán buôn. Bán buôn ha.
rồi là cháu cho đưa tiền cho xài ha. Khổ ghê. Cô có điều nào trên cái video này cô tâm sự với con trai của cô? Cô gọi tên anh Hoàng hoặc là anh Đặng. Cô nói chuyện với con trai của cô đi, hy vọng rằng con trai của cô hoặc ai đó thấy được con trai của cô để chỉ báo tin cho con trai sớm quay về đoàn tụ với mẹ già. Cô tâm sự với con của cô đi cô. Mẹ khổ lắm. Mẹ đi sống ra chết mà. Con về với mẹ đi. Con về là mẹ chị không có nổi đâu. Con đợi con mẹ sống với mình con thôi. Bao nhiêu tháng mẹ chết lên phía xuống chắc giả lắm. Mẹ không có cứ ăn, không yên ngủ, không có ngủ nữa. Con bảo cứ nghĩ tới con, không biết lo con ở đâu. Chết thế nào, định đoạn thế nào, như thế nào, xin sức ăn uống ngon hay sao. Con về với mẹ đi. Nhắn tin nhiều lắm mà nó không có mất được tin nữa. Con có mất điện thoại mà nhắn tin hoài không được. Bây giờ đây, thì cái tin đó con nhận. Thì điện thoại đó giờ không có đổ rồi được. Khổ quá sao, hổ lắm, giờ không biết làm sao. Giờ không biết con ở phương trời nào ha. Không biết chỗ nào ở đâu, đường nào. Có bao giờ mà cô cứ nghe tiếng xe máy hoặc là cô nghe tiếng động ở ngoài ngõ, ngoài cửa mà cô chạy ra ngóng trong con không? Ngồi ở cửa. Trời ơi. Thấy rất là thằng nó chạy ngang, nó dòm dòm mình, mình tới xoáy con mình luôn, nó dòm. Mắt nhắm mờ, thấy đường luôn. Nhìn con mà khóc hoài, nhớ con lắm. Tội quá cô chú anh chị ơi. Thật sự cái hình ảnh quý cô chú anh chị đang xem đây, thật sự bản thân em ngồi đây em rất nghẹn lòng. Bởi vì cô năm nay là 70 mấy tuổi, 77 ha cô ha. Tuổi đời rất là cao rồi mà bây giờ con thì có một đứa một mà chưa biết ở phương trời nào thì thật sự. Bởi vì đi lạc đó, để quý ơn mình thổi nó dòm. Có ai gọi số lạ lạ bắt lên nghe con sao cũng có một lần. Một lần kia cho tao vẫn đau lòng quá. Con số lạ gọi mà tôi bắt máy lên. Dạ. Alo quá trời luôn á. Nghe tiếng tôi cái một hồi lâu nó tắt. Nó tắt luôn cái tôi mới gọi lại. Tôi gọi lại nó reng cái máy đó. Ở bên kia nó reng mà không trả lời. Rồi tôi nói cái số này không biết phải số của nó đổi số mà mình không biết. Thì khi đổi số lạ mình không biết cái số cái sim kia đó nó bỏ mình không biết tính cái khác. Cái trường hợp của con trai nhà mình á. Cái trường hợp con đang nghi ngờ là có thể rằng con trai nhà mình tìm việc làm khác hoặc là nghe theo bạn bè dụ dỗ cám dỗ làm việc nhẹ lương cao á cô. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các thanh thiếu niên nghe theo lời bạn bè cũng như là lên các trang mạng xã hội để tìm việc việc làm rồi dính vào những cái trang mà việc nhẹ lương cao có thể bị dụ dỗ. Và cái câu chuyện của gia đình nhà cô đây thì cái hướng mà con trai của cô mất tích là khả năng là việc nhẹ lương cao rất là cao cô ạ. Hy vọng rằng con trai của cô hoặc là ai đó xem được cái video này để chỉ cho con trai, báo tin cho con trai của cô sớm về phụng dưỡng mẹ già, để đoàn tụ với mẹ già. Bởi vì tuổi đời của cô 70 mấy tuổi rồi. Thì cô con nói cái điều rất thật lòng. Mẹ mà có thể là cô cũng sống chẳng được bao lâu nữa đâu. Có thể là 10 năm, 15 năm nữa đi cô ạ. Nhưng mà cái tâm sự, cái mong muốn nhất của người mẹ là rất muốn được con về, để mẹ con đoàn tụ có nhau. Và đặc biệt rằng cái tâm nguyện của cô chắc chắn con dám chắc 100% rằng lòng của cô là muốn, mong muốn trước khi gọi là cô cái tuổi xế chiều là mong muốn con được yên ổn, yên bề gia thất, tức là được lập gia đình, có vợ có con, có cháu nội, đúng không cô? Đó là cái tâm nguyện lớn nhất của cô, đúng không ạ? Được nhìn thấy con gọi là thành lập gia đình yên ổn, rồi sau này cô có chuyện gì thì cô cũng an lòng ha, đúng không ạ? Mong mỏi vậy hoài, nói già vậy đó. Nó còn nghèo quá mẹ ơi, nó nói vợ còn nghèo từ từ với mẹ, nó nói vậy hoài. Tôi cũng biết. Vậy là cô ngần bao mấy chục năm trời là từ khi mà ông xã mất là ở vậy nuôi con luôn. Thương cô quá, con rất thương cô. Thương nó đâu có hết, thương không hết, đâu có bỏ con mình nữa.
thật sự rất là thương cô. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là cái câu chuyện, cái hình ảnh cô chú anh chị đang xem thật sự rất là xúc động. Xúc động vô cùng cô chú anh chị. Rất hy vọng rằng cái video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội sĩ của Thanh Hải cũng như là tất cả cô chú anh chị sẽ biết được cái thông tin của anh Hoàng ở đâu để mà giúp anh Hoàng sớm quay trở về để đoàn tụ, để cũng như là phụng dưỡng chăm sóc mẹ già tuổi xế chiều. Thì nếu cô chú anh chị có thấy anh Hoàng trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Và em rất mong rằng tất cả cô chú anh chị, cái video này cô chú anh chị hãy chia sẻ cũng như là cái sự xem mạnh mẽ hơn, có cái sức lan tỏa nhiều hơn để hy vọng một ngày gần nhất được mẹ con được đoàn tụ bên nhau. Cô còn điều nào cô chia sẻ không cô? Cô cứ yên tâm, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tụi con sẽ cố gắng hết sức cô nhá. Con không biết nói gì hơn thì chỉ biết cầu chúc cho cô là sức khỏe thôi cô nhá. Cô bình tĩnh nhá, cô về cô đừng có lo lắng quá nhá. Cô phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để mà đợi ngày con về cô nhá. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải bình tĩnh. Mình còn lo cho con nữa mà cô ạ. Mình còn lo cho con, mình còn phải cưới vợ cho con nữa. Nên mà cô về cô phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Con không sao đâu, con của cô không sao đâu nha. Về mình còn phải chờ con về để mình cưới vợ cho con, còn ẩm cháu nội nữa mà nha. Không có gì tuyệt vọng hay cô. Đừng cô ạ, đừng. Mình còn phải cưới vợ cho con, mình còn phải ẩm cháu nội cho con nữa mà cô nha. Dạ đúng rồi cô ạ. Cũng có thể rằng là con trai của cô. Cô ạ, cũng có thể là con trai của cô. Nghĩ về cái hoàn cảnh gia đình. Đó là người, những đó là con trai của cô có hiếu đấy, thương mẹ đấy. Những hoàn cảnh cha mẹ về đây tìm con thì có rất nhiều cái tình huống, nhiều cái hoàn cảnh, có những đứa con thì rất có hiếu với gia đình, rất thương gia đình, và có những đứa con thì rất báo cha mẹ. Cô ạ, anh em tụi con đã ghi nhận rất nhiều với cô ạ. Bây giờ cô cứ nghe lời con này, con xem cô như là mẹ của con thôi nhá. Cô về cô giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đêm ngủ thì nhớ đắp chăn ấm vào nhá. Có một mình mà, nên mà mình tốt nhất là nếu mà có cháu gì đó thì kêu qua nhà ngủ cùng, để đêm hôm thì tuổi già sức yếu rồi, không may có chuyện gì thì còn có cháu giúp đỡ nhá. Rồi thì hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Cô đồng ý không? Cô đồng ý. Cuối video này thì con chúc cô nhiều sức khỏe, và điều đặc biệt là con trai sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với lại cô nhá. Dạ rồi thì em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.